Nghe ngọt. Tên 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 tên. Bà về đây hột mít ơi. Trời đất ơi sao nên nặng dữ vậy con à? Bữa giờ ở nhà quen không? Nhớ bà không? Dạ nhớ. Rồi vậy là được, vậy là được. Anh té con. Mệt không? Mệt mệt. Trời ơi đồ ăn hả? Anh nè, gì? Tắm rửa thay đồ đi, em có nấu món anh thích đó. Biết gì không? À, mắm chưng đúng không? Phải rồi, canh chua cá lóc với lại rau muống xào tỏi. Mấy món đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi, anh cũng thích mấy món đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ghê á. Dạ. Dạ. Ai tôi đi làm vậy tôi hôn vợ tôi mà phản ứng làm sao? Kiếm chuyện đúng không? Kiếm chuyện đúng không? Đứng lại! Đứng lại hột mít bự! Đứng lại! Gì vậy? Ôi trời, con chưa ngủ hả? Con đi toilet. Đi luôn phần của ba nha mày. Em tính sao, đi cho con ngủ riêng đi. Không có được, con mình cũng đã từng ngủ riêng rồi. Nhưng mà em không có an tâm. Ôi nó lớn rồi, để nó thấy kỳ lắm. Tự nhiên hai đứa mình nó đi, nó cứ sờ quấn đi. Em cũng phải hiểu cho anh chứ. Anh đi làm cả tuần nay rồi. Về cũng phải thông cảm này nọ chứ ấy mà chứ vậy. Biết rồi nhưng mà sao? Không có nhân nhị vậy đó, cho nó ngủ riêng là ngủ đi, nó lớn rồi. Thấy không? Đừng có như vậy. Quyết định vậy đi. Thôi mặc gì bảo. Bảo gì? Mình cũng nên đi ngủ thôi. Cả gia đình đều nằm ngủ nè. Ngủ đi, em suy nghĩ nhiều quá nó mới vậy á. Còn không ngủ được thì thức luôn chứ sao giờ. Đằng nào con nó cũng lên phòng rồi. Lo vậy anh cũng... Con muốn ngủ chung với ba mẹ. Lớn rồi mà ngủ chung với ba mẹ cái gì. Nhưng mà con sợ. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Để tôi ẩm về phòng. Rồi mệt quá. Đi, nhanh lên. Đi về phòng. Lên. Trời, nặng quá trời nặng nè. Em trong phòng mình qua đây chi cho chật chội vậy? Ôi ôi anh ơi, ngủ gì hả? Sao không ngủ bên kia? Ôi bên kia ngủ mình sợ ma lắm. Anh có thích ngủ mình đâu.
lớn rồi mình như con nít vậy đó. Ngủ đông cho vui, anh sợ ngủ mình lắm. Nhỏ nhỏ đi con ngủ đừng ồn nữa em. Anh thấy không, em cứ đêm em ngủ không được mà qua đây Minh Nhi nó ngủ ngon rồi, thấy chưa? Thôi ngủ đi. Ngủ đi con, ngủ đi con. Chân em bự vậy? Ơ chân em hả? Ngủ đi, ngủ đi.